trải nghiệm của bác Lan 75 tuổi mà da vẫn đẹp, hồng hào, không có bị đau đầu gối, đau khớp được, làm cho dễ ngủ. Cứ thắc mắc là sao da của bác á, nó không có tàn nhang với đời mồi. Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Cô chú anh chị hôm nay có khỏe không? Cái này My có một cái rất là hay muốn gửi đến các bạn cùng cô chú nè. Đây là cái lời chia sẻ của bác Lan ở Texas. Thì hôm nay bác chia sẻ với My á, xem chương trình của My rất là nhiều, mà từ lúc mà hồi xưa My có cái channel cũ luôn tới bây giờ luôn á. Cái này hy vọng là các cô chú anh chị á xem rồi mình coi coi có được hay không nha. Tại vì đây là cái cách áp dụng của riêng bác mà bác nói là thấy rất là hiệu quả. Mà trước khi các bạn áp dụng cái này thì cũng nên tham khảo với bác sĩ coi các bạn có áp dụng những cái đồ ăn này hay không. Mặc dù là đồ ăn tự nhiên nhưng mà mỗi người mỗi cơ thể khác nhau, cho nên bác nói là nhớ nó hỏi bác sĩ trước khi áp dụng theo bác. Nhưng mà kết quả của bác có được á là cái da của bác bây giờ là 74 tuổi rưỡi, gần 75 tuổi rồi, mà đầu óc rất là minh mẫn. Mà da của bác á, là mặc dù là bảy mấy tuổi thì da nó cũng như cũng có nhăn, nhưng mà ngược lại á, là bác không có tàn nhang với đời mồi. Cái da nó mịn mà bác cũng không có xài cái mỹ phẩm gì hết á. Hồi đó giờ là bác chỉ có xài cái kem giữ ẩm bình thường, rồi xài cái chống nắng khi bác đi ra đường, ở nhà bác cũng không có xài. Nhưng mà cái làn da của bác á, bác nói là mấy đứa con với mấy người bạn rồi đó thì cứ hay khen là bác giống như là con gái vậy, nó mịn màng mà nó đẹp. Bác nói là bác cũng ngại không có đưa hình lên, nhưng mà anh chị cứ áp dụng theo cái cách này thử, thì nghiên cứu đi rồi hả, thử rồi coi thấy làm sao, để mình chia sẻ với các bạn cái cách làm của bác nha. Bác nói là thường mỗi bữa ăn của bác á, khi mà bác nấu cơm á, là giống như không có phải là 7 ngày tuần bác đều làm, nhưng mà thí dụ như trong vòng một tuần là có 7 ngày thì bác làm hết đã 5 ngày 6 ngày là bác đều có làm. Là mỗi lần nấu cơm á, là trong nồi cơm lúc nào bác cũng cắt vài lát nghệ, thì bác nói là nghệ tươi lúc nào cũng có trồng ở nhà hết á, rồi mình cắt ra khoảng chừng chưa tới một lóng tay, bác nói là từ nửa lóng tới một lóng tay vậy đó, cắt vài lát mỏng, 5 7 lát vậy đó mỏng, bỏ vô nồi cơm rồi bật nút nấu. Thì cái nghệ đó đó nằm ở trong đó thì cái cơm nó sẽ ra hơi vàng vàng chút thôi. Xong rồi bác ăn cơm á, là ở nhà ăn mấy đứa con rồi đó là ăn không có nghệ, nhưng mà bác thì bác ăn mấy cái miếng nghệ đó luôn. Bác cũng nói thêm là nếu như mà ai không có nghệ á, thì giống như là mình không có mua được hoặc là mình không có trồng á, nó nói tốt nhất thì nên trồng đi, rồi lâu lâu cái mình cứ đi ra ngoài mình đào củ vô mình để nhà, mình ăn vài ba bữa cái hết rồi đi ra mình đào tiếp. Còn nếu mà không có thì mình mua nghệ khô. Nó nghệ khô thì bác nói á, nếu mà nghệ khô á, thì mình nấu á, trong cái cơm á, nó sẽ rất là vàng, thì hơi khó ăn thì tùy. Nhưng mà bác nói hồi lâu cũng có bài cho người bạn của bác á, thì bác nói nếu mà người ta không có ăn nhiều được thì giống như mỗi lần nấu cơm á, để một chút xíu thôi, tại vì cái nghệ này nó sẽ vàng lắm. Còn không á, thì hòa với mật ong gì đó thì ăn. Nhưng mà nghệ á, thì bác nói là nếu mà nghệ tươi á, thì bác thấy cũng không có sao, nhưng mà mình ăn lâu ngày á, thì mình cũng phải đi bác sĩ coi cái mình có hợp để mình ăn kéo dài hay không nha. Tại bác thì bác cứ mỗi năm thì bác cũng có đi khám tổng quát, khám định kỳ, thì đối với cơ thể bác thì bác thấy bình thường. Nhưng mà bác cũng ngại là sợ mỗi người cơ thể khác nhau, không có nghệ bình thường thì mình ăn nghệ bột thì phải ít thôi, tại vì người ta nén lại đó thì nó rất là nhiều, cho nên khi mà nghệ tươi thì mình thấy một bự, nhưng mà cái tới lúc nghệ khô á, thì một cái lượng rất là nhỏ, ví dụ như cỡ chừng 1/4, 1/5 cái muỗng cà phê thôi cho một lần mình ăn, mình hòa với mật ong á mình ăn, chứ mình đừng có ăn nhiều quá. Thì bác nói cái nghệ nó cũng nóng, thì bác nói là bạn của bác thì áp dụng cái nghệ mà nghệ khô này không nè, không có nghệ tươi thì kết quả cũng thấy cũng rất là tốt. Là cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là mỗi cái bữa ăn bác á, bác không có ăn ớt mà bác ngược lại là bác ăn tiêu. Bác nói á, tại vì bác nghiên cứu ở bên Việt Nam rồi đó, thì hồi đó ông bà có dạy á, ăn tiêu cho nó dễ tiêu, cái gì mà hơi khó tiêu á là mình nên ăn tiêu. Thì từ đó đó bác áp dụng là mỗi lần bữa ăn á là bác ăn chừng 10 hộp, có khi thì 15, có khi 20 hộp, nhưng mà bình quân là khoảng chừng 10 tới 20 hộp tiêu, tiêu hột vậy đó, rồi bác nhai vậy thôi. Còn nếu như mà mình xay ra rồi á, thì bác nói là để tiêu hơi nhiều chút trong cái bữa ăn món mặn á, thì bác rắc tiêu lên.
mà bác nói làm như vậy đó thì cái người cái bụng mình đó, nó dễ tiêu nó xong rồi có nghệ nữa, hai cái nó kết hợp lại mà làm như vậy. Mà bác nói cái da của bác rất là mịn màng, thì cái lúc ở bên Việt Nam thì bác nói là cái da của bác cũng rất là đẹp, nhưng mà cái đó là tuổi trẻ, nhưng mà khi qua bên Mỹ này nè thì bác mới đi bác sĩ rồi đó. Rồi có lần đó, thì bác đi gặp một cái bác sĩ đó là bác sĩ người Nhật, thấy cái da của bác đẹp á thì hỏi là ăn gì, thì mới chia sẻ với nhau thì bác cũng nói là bác ăn nghệ với tiêu là thường xuyên vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì cũng ăn uống bình thường. Thì cái bác sĩ người Nhật đó mới nói với bác á, nếu mà bác muốn ấy á, thì ở theo bên Nhật á thì người ta ăn thêm một những cái hạt nách được thêm nữa, thì từ đó bác mới về áp dụng theo. Thì những cái hạt nách đó đó thì đầu tiên á, là hạt óc chó đây nè cô chú anh chị, hạt óc chó là walnut á, thì cái này mình không biết sao mà ta kêu hạt óc chó nghe, chắc cái hạt nó nhìn giống như cái bộ não của con chó hay sao á, cho nên là kêu bằng hạt óc chó. Thì cái này là walnut, và thêm nữa mè đen. Mè đen là không có rang nha, mình để như vậy luôn á, mè đen ha. Rồi thêm nữa là hạt pine nut này, kêu bằng hạt thông. Hạt này rất là tốt nha cô chú anh chị, đây là một cái mà giống như là super food luôn á. Thì cái này nè là cái mà bác nói là một cái dinh dưỡng mà rất là tốt, mà nhiều bác sĩ bác đi lúc mà bác đi bác sĩ á, bác cũng hỏi bác sĩ này bác sĩ kia á, thì ai cũng nói là cái hạt thông này rất là tốt. Nhưng mà nếu mà các bạn cô chú mà có bị dị ứng với những cái hạt á thì mình phải tham khảo với bác sĩ nha. Nhất là hạt óc chó này nè, làm ai mà có bệnh thyroid á, là bệnh tuyến giáp á, thì mình phải hỏi bác sĩ cho mình có ăn hạt óc chó này được hay không nha. Tại vì cái hạt này mi tìm hiểu là nếu mà ai bị tuyến giáp á, là bị thyroid ngay giống như cái bú cái cổ á, thì mình hỏi bác sĩ cho mình có ăn được hạt óc chó này hay không, hoặc là cái dầu của cái hạt óc chó này nữa. Và nếu như mà mình bị dị ứng thường nó sẽ làm cho mình ngứa miệng, hội chứng dị ứng miệng, hoặc là ai bị dị ứng với các hạt nách á thì mình cũng phải nên tham khảo bác sĩ, hoặc là coi coi cái hạt nách đó mình có ăn được hay không nha. Tại vì mè đó, mặc dù đậu phộng á, là cô chú anh chị biết có nhiều người bị dị ứng nha, mấy em nhỏ hay bị dị ứng, nhưng mà mè đó cũng có một số người bị dị ứng nữa nha. Cho nên mình thấy bên Việt Nam mình thì thấy ít nghe dị ứng hơn ha, nhưng mà sau này mình không biết sao mà các em nhỏ bị dị ứng rất là nhiều, thì cái mè đen này cũng phải cẩn thận. Rồi bây giờ tới hạt pine nut là hạt thông. Hạt thông này mới thích lắm, ăn nó béo thật là béo nha. Thì cái hạt thông này nè ở Costco có nha cô chú anh chị, nếu mà mình mua ở đâu không có thì vô Costco mua rẻ, nói rẻ thôi chứ hạt thông này mình thấy đắt tiền hơn những cái hạt khác luôn á. Mình mua được organic đồ thì tốt ha, mà hạt thông này hình như là của Trung Quốc không à nha. À, sản phẩm của Trung Quốc nè, rồi đóng gói ở Mỹ, nhưng mình không có thấy hạt thông của Mỹ, mình cũng kiếm nhiều chỗ không thấy. Các bạn có thấy ở đâu thì chia sẻ thêm giùm mi ha. Ai mà muốn giảm cân á cô chú anh chị, bác Lan nói hồi xưa là bác hơi mập, thì từ lúc mà áp dụng theo cái công thức mà của cái người bác sĩ người Nhật này nè thì bác nói là không có mập như hồi xưa nữa. Mà tại vì bác sĩ nói á, cái những cái này á, ăn tốt mà làm cho cô giảm cân nữa, thì chính vì vậy mà bác mới áp dụng theo. Mà bác sĩ nói giảm cân rồi còn đẹp da nữa, thì bởi vì bác ăn xong thời gian cũng rất là lâu rồi, bây giờ là cũng hai mấy năm, thì bác nói là từ đó tới giờ là mình cũng ăn liên tục, nhưng mà cũng có lúc thì ngưng, tại vì nhiều khi ở nhà hết mà không có, xong rồi cũng ngưng chừng tháng, xong rồi nhớ đi chợ thì mua tiếp làm. Nhưng mà bác cũng nói là giống như liên tục vài ba tháng rồi ngưng, bác nói cứ làm liên tục vậy. Thì thời gian dài đó thì bác thấy là có người cứ thắc mắc là sao da của bác á, nó không có tàn nhang với đời mồi, mà cái da á, nó không có bị nhăn nhiều như so với cái tuổi của bác là 75 tuổi, thì người khác á, nhăn nhiều, thì đối với bác là cái nếp nhăn rất là ít, đặc biệt là da dẻ hồng hào. Bác mới nghĩ là nhờ những cái áp dụng này nè thì làm cho bác trẻ, cho nên bác nói cứ chia sẻ với bà con á, rồi coi ai có duyên. Và thêm nữa là táo tàu, bác thì bác chỉ có cái táo tàu mà khô thôi nha, còn của mi á là đặc biệt là có táo tàu mà của mi còn lấy hạt ra hết luôn rồi nè.
Táo tàu này là đã cắt ra nhỏ nhỏ để mình ăn rất là tiện luôn á. Mình mua ở chợ EO Supermarket nha, là sẽ có cái táo tàu này nè. Người ta cắt cái thịt ra rồi, táo tàu khô nha. Thì bác nói á, cái này ăn á, chắc nhiều cô chú cũng biết rồi, nó làm cho dễ ngủ, là cái đầu tiên mà mình cảm nhận được ai ăn nhiều táo tàu này nè, rất là dễ ngủ. Thì bác cũng có vô trong cái phần dinh dưỡng của bác luôn. Thêm nữa là kỷ tử, một cái cũng rất là bổ tốt luôn ha. Hạt kỷ tử này mình mua ở Costco nha. Cái này thì được organic luôn, nhưng mà kỷ tử là của Trung Quốc nha cô chú anh chị. Hạt kỷ tử này thì thường là mình thấy nổi tiếng là giống như ăn cho bổ mắt á, thì rất là tốt. Đó, kỷ tử, táo tàu, để mình để thêm mè nữa. Thì đây là những cái hạt mà mình không có rang nha cô chú anh chị. Bác nói mi á, là có thêm hạt hồ đào, là hạt pecan đó cô chú anh chị. Hạt đó cũng rất là tốt. Thì bác sĩ nói là có thêm hạt đó nữa, nhưng mà mi ở nhà không có, cho nên hôm nay là có những cái hạt này thôi à. Thì lần sau mình sẽ làm cái hạt hồ đào thêm nữa nha. Nếu các bạn cô chú có dịp đi mua thì mình bỏ vô hạt hồ đào luôn ha. Mình để mình ăn bình thường thì cũng được nữa, giống như lâu lâu mà mình bóc mình ăn cũng được, nhưng mà nó hơi khó ăn. Thì theo bác á, là bác đem đi xay hết. Trước tiên mà mình bỏ vô máy xay á cô chú, là mình nên xay cái hạt mè trước nha. Tại bác dặn hạt mè nó khó nhuyễn nếu mà mình hòa với những cái khác á, và cái liều lượng á thì nếu mà mình cân đo được thì tốt, nhưng mà bác lấy muỗng á, bác múc vô, ví dụ mỗi cái phần á là bác lấy khoảng chừng 2 muỗng canh, thì tất cả các đều 2 muỗng canh hết. Nếu mà không có mè đen thì mình có mè trắng ở nhà cũng được, nhưng mà bác nói có mè đen thì nó sẽ tốt hơn nha. Mình xay cái mè trước nè cho nó nhuyễn ra, nhưng mà bác dặn là đừng có xay mà nhuyễn lâu quá đó, nó nóng cái mè cái là nó cũng tinh dầu nó không tốt. Bác nói á, là mình làm á, xong á, thì mình cho chút xíu muối vô, tùy theo cái khẩu vị của mình thôi, nhưng mà bác nói là cho chút xíu muối nhẹ, xong rồi mình hả hòa lên một lần nữa cho nó đều lại. Cái này mình nghĩ nếu như mà cô chú anh chị để vô cái máy lớn lớn một chút á, mình xay chung một lần một á, nó nhanh hơn, nó tiện hơn nha. Cái này cái máy của mình này mình lấy cái này nhỏ quá nên mình xay nó hơi nhỏ, mình phải xay cho nhiều lần rồi cái mình phải trộn nè. Mình nghĩ là để muối một lượt xay chung, bác kêu là xong rồi mới để muối, mà mình nghĩ để muối chung cũng được. À, mình quay thôi. Nó giờ nó ra cái hỗn hợp vậy rồi nè. Rồi, nấu xong rồi. Để mình ăn thử một cái đi rồi nói tiếp. Nhìn thấy ngon quá. Nãy mình để muối cũng khoảng chừng 1/5, 1/6 của muỗng cà phê vậy đó. Mình thấy nó cũng không không có bị mặn, nhưng mà nó có muối mặn mặn cũng dễ ăn. Nó ngọt ngọt của táo tàu với kỷ tử rồi đó, cho nên người hạt nách béo béo nữa, rất là dễ ăn luôn cô chú anh chị ơi, không có khó đâu. Mình nghĩ cái này mấy em nhỏ đều ăn được hết luôn á, quá dễ luôn á. Nó ngọt ngọt mà cái vị nó hơi mặn mặn tí xíu á, mình ăn thấy thích lắm. Bác dặn á, mình xay xong á tinh dầu nó ra nhiều lắm, cho nên mình bỏ vô cái hũ nào mà nó kín, nó không có bị ánh nắng sáng nào xuyên qua được á. Xong rồi á mình cất tủ lạnh, rồi tới nào mình ăn á là mình lấy cái muỗng mình múc ra mình ăn thôi. Thì bác nói cái này nè, nó giữ được tinh dầu tốt. Thì thường bác nói bác làm mỗi lần làm là khoảng chừng 2 muỗng canh, ăn 5-3 ngày là hết, xong rồi làm nữa. Mình đừng có xay xong vậy mà mình để lâu quá đó thì dĩ nhiên cũng được, nhưng mà bác nói nó không có tốt, cái tinh dầu nó lâu ngày nó bị oxy hóa cho nên không có tốt. Thì tốt nhất là mình ăn nguyên hạt luôn, nhưng mà nguyên hạt nhiều khi nó khó ăn lắm, cho nên xay như vậy nè, lớn tuổi xay như vậy đi dễ ăn. Thì khi xay như vậy xong rồi để vô cái hộp nào kín, bác nói là hộp nào hộp tối á, hoặc là hộp sành, xong rồi ở trên cũng đậy kín lại luôn,
cho nó không có ánh sáng vô mà để kín hơi rồi luôn, rồi để tủ lạnh thì nó giữ được 5 3 ngày rồi mình ăn thì nó tốt, xong rồi hết rồi làm nữa. Thì bác nói á, lần đầu tiên mà mình thử á, hay là mình thử khoảng 1 tuần đầu đi, ít thôi. Cái này á thấy vậy chứ dinh dưỡng nó nhiều lắm, nó làm cho nếu mà ai mà bụng yếu khó tiêu rồi đó, là mấy cái này tinh dầu nhiều á nó cũng khó tiêu á, cho nên mình ăn ví dụ như lần đầu tiên mình ăn chừng là nửa muỗng cà phê tới muỗng cà phê thôi, mình coi cái cơ thể mình như thế nào tới 1 tuần đi, rồi mình thấy nếu mà được á thì mình tăng thêm. Hiện giờ á thì bác nói á là bao lâu nay rồi bác ăn á là cỡ 1 muỗng canh là mỗi ngày á, còn nếu như mà lúc nào mà bụng đói mà giống như chưa có làm đồ ăn kịp á mà bác cảm thấy đói bụng á thì bác cũng ăn thêm chút này nữa, cỡ nửa muỗng canh nữa, thì ngày bình quân là khoảng 1 muỗng canh hoặc 1 muỗng canh rưỡi. Cái này nè bác nói tùy theo cái cơ thể mỗi người mà mình gia giảm, như bạn của bác á là ăn có chừng nửa muỗng canh thôi à, là bạn của bác nói á, là được, còn nếu như mà 1 muỗng canh á là cái mặt bị nổi mụn á, là cái lúc mà thời còn trẻ nha, còn bây giờ thì hết rồi. Nhưng mà nói cho rõ để cho cô chú anh chị á biết rồi mình gia giảm theo, đừng có nhiều khi mình thấy nhiều bổ á, mình ăn nhiều quá thì cũng không tốt nha, cái gì cũng vậy. Theo cái serving mà của người ta ghi ở trong những cái thành phần đó cô chú, thì những cái này á là người ta cho ăn, ví dụ như hạt kỷ tử nè là cái lượng serving cho ăn là tới 1/4 khắp luôn á, giống như là 1/4 của cái chén á. Còn ví dụ như hạt pinus này nè là hạt thông á, thì cái lượng serving của nó là 3 muỗng tablespoon, là 3 muỗng canh nữa á cho cái này. Cho nên cái lượng nói chung là mỗi cái cũng nhiều chứ cũng không phải là ít, nhưng mà tùy theo cơ thể mỗi người thì mình cứ gia giảm nha. Cái thời gian nào mà ăn thì bác nói thời gian nào cũng được hết á, nhiều khi sáng ngủ dậy mà chưa có kịp nấu ăn hay là bận rộn gì đó thì cứ ăn, thì nếu lúc đó ăn thì chiều khỏi ăn, còn nếu mà sáng quên thì chiều cứ ăn, còn không thì tối đi ngủ á, nhiều khi đói bụng quá ăn cái gì này kia thì mất công nữa, bận rộn, thì bác nói lấy cái này ra ăn thì tốt nhất. Nó thì mình để sẵn vậy, mà bác nói khi mà làm cái này xong á bác ăn á thì không biết tại sao, nhưng mà bác nói cơ thể của bác á những cái khớp đồ đó, giống như bạn của bác là bị đau đầu gối hay là đau lưng rồi, còn bác á bác nói giống như cái lưng thì lớn tuổi già thì nó hơi mỏi, nhưng mà đi nằm ngủ thì nó khỏe nó hết, nhưng mà bác không có bị đau đầu gối, không có bị mà giống như là đau khớp rồi như bạn của bác rồi đó, người ta bị vậy thì bác nói không có. Thì có thể là cái này nó có nhiều cái tinh dầu tốt á mà nó làm cho bác không có bị đau những cái đó. My tìm hiểu hạt thông này nè, đây là cái bài viết của web MD, cái web này là mình thấy rất là tin tưởng, của nhiều bác sĩ đã viết về ăn hạt pinus là hạt thông đó cô chú anh chị, thì cái lợi ích như thế nào thì ở trong đây người ta nói rất là nhiều. Nó còn làm cho giúp cho mình giống như ai bị mà mất trí nhớ đồ thường á các bạn, thì cái này á, nó làm cho giảm cái đó lại, người ta nói là nó cải thiện lại sự nhận thức và làm cho giảm chứng mất trí nhớ. Nó có nhiều chất đạm, nhiều chất sắt mà nhiều cái làm cho tốt cho da, đẹp da đi đủ thứ hết luôn á, làm tăng cái HDL về cholesterol đó, nhưng mà lại làm giảm cái là LDL, là giảm cái mỡ xấu á, thì nó giảm mà nó làm tăng cái mỡ tốt lên. Ai mà bị cholesterol đó tăng á, thì mình nhớ tới cái hạt này nha. Mà ở trong đây nè có nhiều cái omega 3, mà cái chất đó đó thì theo web MD nói là nó làm cho cân bằng lại cái nhịp tim của mình, ví dụ như tim mình bị đập nhanh đập chậm á thì nó làm cho ổn định lại, thì cái đó mình thấy cũng rất là tốt ha. Về nutrition, cái dinh dưỡng á, là trong cái hạt pinus có nhiều magnesium rồi chất sắt, antioxidant là chống oxy hóa rồi kẽm, đạm, tốt cho bị tiểu đường, bị tim mạch và tốt cho não. Mà cô chú anh chị cũng nhớ là khi mà mình mua cái này về á, mình đừng có để chỗ bình thường, nhất là ở chỗ dùng nào mà nóng á mình nên bỏ tủ lạnh, tại cái đây nó tinh dầu rất là nhiều, hầu như ai có ăn hạt thông rồi biết trong đây nó ăn béo ngậy luôn cho nên là nó nhiều tinh dầu quá nó dễ bị gắt dầu á, cho nên mình nên bỏ vô tủ lạnh, còn nếu mà ăn lâu quá một chút là mình bỏ vô ngăn đá luôn, rồi khi nào cần lấy ra ăn thì nó hạt nó sẽ rất là tươi.
Rồi thôi, mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Con cũng cảm ơn bác Lan rất là nhiều đã chia sẻ cái trải nghiệm rất là quý của bác. Cũng mong cho cô chú anh chị, nếu mà ai có duyên thì mình áp dụng và thử xem sao ha. Mình cũng cầu chúc cho các bạn cùng cô chú luôn được có sức khỏe tốt. Mình hẹn lại cô chú cùng anh chị ở nhiều video sau nữa nha. Mình chào tạm biệt. Bye bye.